Hoa hậu Hohenie biến hóa phong cách đầy ấn tượng, thể hiện đẳng cấp thời trang khó ai so sánh trong bộ ảnh màu sắc được thực hiện ở Sapa. Nhiều người khen ngợi cô như tắc kè hoa, rực rỡ màu sắc nhưng không xến xúa, đáng học hỏi. Bộ ảnh được thực hiện tại ga tàu hỏa Mường Hoa Sapa, nhân chuyến công tác Sapa dài ngày của Hoa hậu Hohenie. Vốn là người thích biến đổi hình ảnh linh hoạt và không ngại thử những tạo hình mới, Hohenie đặt ra đề bài cho stylist giúp mình có bộ ảnh sắc màu phù hợp không khí mùa hè. Với tóc giả vàng là chủ đạo, Hohenie lần lượt khoác lên người những bộ cánh nhiều màu sắc với những phong cách khác nhau, khi thì thước tha với đầm bay, khi thì cá tính với áo crop top và đồ lông. Hohenie cũng chọn thêm chiếc băng đua bản to thay đổi theo từng set trang phục. Cô nghiêng về tạo dáng thời trang, tôn vinh trang phục thay vì bản thân. Trong một vài set đồ, Hohenie khéo khoe vóc dáng khỏe khoắn, màu da ngăm đặc trưng nổi bật giữa tông màu sặc sỡ. Thực hiện bộ ảnh trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Hohenie và ekip tranh thủ tìm những góc đẹp ở ga tàu hỏa Mường Hoa và khu vực xung quanh. Dù trước đó có lịch làm việc cả ngày tới tận khuya, Hohenie vẫn bước vào buổi chụp với năng lượng tươi tắn. Cô bật mí mình rất thích quang cảnh ở Sapa, nên khi có dịp công tác là lên kế hoạch thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngay. Việc liên tục di chuyển nhiều nơi theo lịch trình công việc khiến Hohenie không có nhiều thời gian nắng lại một nơi nào lâu. Vì thế cô tận dụng khoảng nghỉ của những chuyến công tác để khám phá văn hóa địa phương vùng đất đó. Mới đây, Hohenie cũng xuất hiện tại một sự kiện thời trang với phong cách cá tính, tóc thắt bím sát đầu, nhận nhiều lời khen vì layout độc đáo và nổi bật giữa dàn khách mời. Hohenie sẽ có chuyến công tác Quảng Ninh vào cuối tuần này, chấm thi chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam 2024. Trước đó, trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2024, ngồi ghế ban giám khảo, mỹ nhân người ED cũng đã khiến các fan sắc đẹp rần rần với outfit chấm thi. Tung bộ ảnh ngẫu hứng trong hậu trường, Hohenie tâm sự, hơn 9 năm rồi Hen mới có dịp quay lại Sapa, nên Hen cũng muốn lưu lại kỷ niệm tại đây, cùng với không khí trong lành và phong cảnh thiên nhiên. Mọi thứ cho Hen nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Hohenie và ekip tranh thủ chụp ảnh tại những góc đẹp trong khoảng 30 phút, rồi di chuyển qua khu vực sân khấu chuẩn bị cho phần thi bán kết Hoa hậu du lịch Việt Nam. Giữa thời tiết Sapa về tối xuống chỉ còn 16-17 độ, Hohenie vẫn diện trang phục vô cùng quyến rũ, tôn đường cong cơ thể. Gu thời trang của mỹ nhân ED luôn được đánh giá cao, đi đầu xu thế và dường như ăn đứt mọi mỹ nhân khác. Sau 7 năm đăng quang, có thể thấy Hohenie ngày càng nâng cấp gu thời trang của mình, ăn diện ai nhìn vào cũng phải mê đắm. Đây không phải lần đầu tiên outfit chấm thi của Hohenie được khen ngợi. Trước đó tại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 và 2023, Hohenie có nhiều outfit cá tính độc đáo, biến hóa đa dạng và không bó buộc trong một hình ảnh nào. Cô cũng thường xuyên tìm tòi những phong cách mới để thay đổi bản thân và tránh tạo cảm giác nhàm chán cho khán giả. Vốn xuất thân là người mẫu nên Hohenie luôn dành tình cảm đặc biệt cho lĩnh vực thời trang. Tại Việt Nam International Fashion Week 2024, Hohenie là hoa hậu diễn vedette nhiều nhất. Cô cũng luôn là gương mặt vedette yêu thích của các nhà thiết kế danh tiếng trong nước như nhà thiết kế Công Trí, nhà thiết kế Hoàng Hải, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nhà thiết kế Đỗ Long, khẳng định vị trí và tên tuổi trong mảng thời trang. Ở mảng tạp chí, Hohenie là nàng hậu nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn tại Việt Nam, Elle, Đẹp, L'Officiel, Harper's Bazaar.